Chào các bạn nhá. Hôm nay mỹ phẩm Trường An giới thiệu đến các bạn cặp ép Nataki nhá. Thì các bạn biết rồi, một cặp ép là nó gồm có hai hũ, hũ A và hũ B. Đó. Là hũ số 1, hũ số 2. Nhá. Có tem niêm phong của công ty Hoàng Giang đấy. Đó, số công bố và tem nhá. Đây là đây. Công dụng của nó được chiết xuất từ collagen và thảo dược, nên là tránh cái kem này là tránh cho mình khô tóc, phục hồi tóc trong khi làm nhé. Đây là có hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên ấy, thì các bạn làm nghề các bạn biết rồi, mình còn phải làm. Đây là cái công thức chung nhé, công thức chung. Còn các bạn thợ làm nghề thì shop cũng không phải nói hướng dẫn cho các bạn cách làm. Các bạn này làm nghề nhiều thì các bạn làm chuẩn, có kinh nghiệm của mình làm rồi, nên là shop không thể múa rìu qua mắt thợ được đấy. Đó. Nên là shop chỉ giới thiệu cái sản phẩm này thôi nhé. Còn cái cách dùng như thế nào, hay là nó thứ nhất là nó có ở trên sản phẩm rồi này, thứ hai là các bạn làm thợ thì các bạn có kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm làm tóc rồi, nên là mỗi loại tóc thì nó có một cái đặc tính khác nhau, nên là các bạn sẽ có kinh nghiệm, các bạn nhìn vào chất tóc các bạn biết mình phải làm thế nào. Cái đấy thì số không thể bán hàng thì cũng chỉ hiểu được ở trên, thật sự là chỉ hiểu được trên lý thuyết thôi, còn thực hành thì các bạn thợ các bạn phải rất là có kinh nghiệm các bạn làm được rồi. Còn giới thiệu về các bạn qua cái thuốc này thôi nhá. Đấy. Giới thiệu qua cái thuốc này thôi, là của công ty này, là các hướng dẫn sử dụng của công ty Hoàng Giang này. Đấy nhá. Ở trên hân hộp đây ạ, có địa chỉ rõ ràng của công ty này, số điện thoại này, số công bố này. Đấy. Thì shop chỉ giới thiệu như vậy thôi nhé. Còn shop cũng đã nói rồi, thì cái việc làm tóc ấy, thì các bạn thợ các bạn học rất là kỹ càng rồi, nên là về cái cách làm thì không phải nói. Nhưng mà nói về cái chất kem này thì nó có những cái dược liệu ấy, thì có collagen thì làm cho cái tóc của mình nó đỡ khô sơ sau khi ép hơn thôi nhé. Đây là một giá thì thật sự là cái cặp này là nó rất là giá, rất là bình dân luôn nhá. Đấy. Ở trên bao bì hoặc là trên hũ của sản phẩm ấy thì cũng có tên công ty. Đấy. Đây là của Nataki các bạn nhé. Đấy. Đấy. 142 anh ạ. Dung tích của nó thì là nửa cân một hũ nhá các bạn nhá. Thì mà hai hũ này là một cân. Đấy. Dung tích này nhá. Thì sản phẩm này được phân phối và nhập khẩu bởi công ty Hoàng Giang nhá, công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ thương mại dịch vụ Hoàng Giang nhá. Đấy. Chào các bạn nhá. Các bạn là mua hàng thì để lại số điện thoại nhá. Để lại số điện thoại bên em sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn nhá. Hoặc là mua theo đường link shop để trong bài đăng nhá các bạn nhá.